À, xin chào tất cả các bạn nhé. Thì shop xe mình vừa thêm về thêm cái mẫu xe địa hình xe địa hình người lớn nhé. Thì đây là cái mẫu xe của mình luôn, mình vừa lắp lên để mình tập thể dục luôn các bạn nhé, sở hữu luôn. Thì đây mình hướng dẫn qua về con xe, giới thiệu qua về con xe nhé. Thứ nhất, xe được thiết kế là khung nhôm các bạn nhé, khung nhôm ạ. Cả một xe rất là nhẹ luôn ạ, các bạn có thể xách vào tay lên này. Về thông số của bánh xe nhé, bánh xe này là bánh xe 26, là cỡ bánh xe lớn nhất các bạn nhé. Thì tất cả các xe này được thiết kế là rất là chắc chắn đây. Đây có thụt trước này, đó, rất là chắc chắn, các bạn đi đường sắt sẽ không bị tê tay nhé. Cái thứ hai là nó thiết kế thêm một bộ phận giảm tốc tăng tốc ở cái trực tiếp ở phần bánh xe các bạn nhé. Như đây thì mình không cần giới thiệu mình nhiều bạn biết đây. Đó, rất là nhẹ luôn, các bạn đạp xe ra rất là nhẹ luôn. Đó, tăng giảm đấy. Về phần yên xe thì thiết kế được cái không giống như các loại xe rẻ tiền các bạn nhé. Này, yên cái lớp mút rất là mềm này, cao giáo nhé. Các bạn có thể chỉnh được độ cao rất là nhanh, chỉnh yên chặn này. Dành cho lứa tuổi từ 16 tuổi trở lên này. Có thể là từ 1m50 các bạn đã đi được rồi nhé. Yên các bạn điều chỉnh này, điều chỉnh nhanh nhé, người lớn trẻ em cũng chung, thanh niên chỉnh hết. Bạn nào lên xe nên mua xe thì liên hệ trực tiếp với shop nhé, số điện thoại là 07789 ạ, 48666 ạ. Đây, rất là chắc chắn mua xe này.